Chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái mạch sạc ở đây. Thì cái mạch sạc này thì ở trên xe mình là sạc zin. Thì mình muốn chia sẻ với anh em về cái con sạc ở đây. Nó là sạc độ để dành cho những cái xe sử dụng đèn led. Đó, đây là hình thức con sạc độ. Thì đây là mình mang có hai hộp thôi. Đó. Thì anh em cũng biết là vừa thời gian vừa qua về khoảng 2 năm nay thì bên mình hay ship cho anh em cái con ổn định điện V2 này. Nhưng nó có một cái nhược điểm là nhiều anh em muốn đặt nhưng lại không biết đầu nối nó ra làm sao. Thì hôm nay là mình sẽ ra một cái phiên bản kế nhiệm cái con ổn định điện V2 này, là có con sạc tăng áp ở đây. Thì ở trên sản phẩm mình có ghi rõ là sạc tăng áp, hay còn gọi là con nạp tăng công suất, dành cho xe zin, xe way hay là những xe dòng Yamaha đều gắn được anh em nhé. Rồi thì mình quay qua một lượt cái hình thức bên ngoài của nó. Thì cái con sạc này thì nó cũng giống như những con sạc mà như kiểu dòng Attila đấy. Nó cũng là sạc to. Con này bụng rất to, bụng to hơn sạc Ati anh em nhé. Rồi thì ở đây là mình có làm những cái ký hiệu ở đây để cho anh em dễ nắm bắt này. Thứ nhất là chân dương này. Đó. Và chân cuối quận nó là chân trắng, sẽ là nằm ở đây. Còn bên này là chân mát, nó có ký hiệu chân mát ở đây. Còn ở đây nó sẽ là có ký hiệu giữa quận, nó sẽ là cái dây vàng. Đó, thì ở chân cái cục sạc ấy thì anh em sẽ nắm được là nó sẽ có những cái màu dây như sau. Thì tí nữa là mình sẽ tháo cái con sạc này ra. Trước khi mình tháo thì mình sẽ test cho anh em coi xem là cái lượng điện của trên những cái xe zin hoặc là những cái xe mà lắp đèn led. Ví dụ như ở đây là mình có gắn cái đèn led này thì nó sẽ hay bị yếu điện bình. Rồi thì ở đây thì clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về điện zin và con sạc độ kia mình gắn lên xe. Và mình có gắn thêm một cái dây điện ở đây thì tí nữa anh em sẽ biết là mình sẽ làm gì ở cái video này. Thì một đầu dây mình sẽ gắn vào chân dương ở đây, và một đầu dây mình sẽ gắn chân âm. Đây là dây đôi anh em nhé. Rồi thì là mình sẽ test theo một cái hình thức cực kỳ nặng đối với các xe zin này. Thì ở đây là mình có chuẩn bị thêm hai cái bóng led nữa, công suất là 40W trên một bóng nữa. Đó, ở đây 40W này, bóng này cũng là 40. Và cái bóng ở trên cái xe này của mình cũng là bóng 40W. Thì mình đã lắp ở đây rồi, thì mình không muốn tháo nó ra. Thì mình sẽ đấu cái hai con bóng kia vào cái cọng dây rời ngoài. Đó, thì anh em đã nắm được cái nội dung của mình làm video này rồi đúng không ạ? Rồi thì trước khi đi và chia sẻ cái video này thì mình cũng xin phép chia sẻ với một số anh em ở các cái tỉnh xa. Ở đây thì mình hay ship hàng những cái bóng này, hay là những cái cục sạc độ này, sạc độ tăng áp này cho những anh em ở tỉnh miền trong. Thì có rất nhiều anh em, nhưng ở điển hình ở đây thì mình muốn chia sẻ với hai cái địa chỉ thì anh em có thể là ghé qua. Để cái anh Dũng ở đây, địa chỉ là số 3 đường Mạc Thành. Đó, Mạc Thành Đạ, khu phố Long Thành, khu phố Long Tân, thị xã Long Điền, tỉnh Vũng Tàu. Đó, thì anh em qua thì anh ấy lắp cho nhé. Còn anh Honda Phương Nam này ở tổ dân phố 7 này, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai này, thì anh ấy cũng rất hay đặt cái led này ở bên mình và hay đặt sạc ở bên mình. Đó, thì vừa hôm qua thôi thì mình mới gửi thêm cho anh ấy 5 con sạc này, và anh này thì mình mới gửi cho anh thêm 20 cái bóng led này. Còn những cái địa chỉ ở trên này thì mình vẫn để địa chỉ nguyên ở đây. Mình xin phép là mình che số điện thoại nhé. Cái số điện thoại này nó còn liên quan đến nhiều cái công việc của người ta, cho nên là mình xin phép là mình che số điện thoại đi. Rồi, thì anh em có địa chỉ này thì cứ đến cái địa chỉ này. Thì những clip sau thì mình sẽ chia sẻ thêm những cái địa chỉ khác nữa. Rồi, cái bóng này bên mình đã ship cho anh em trên toàn quốc rất là nhiều. Đó, anh em thợ cũng lấy hàng rất là nhiều. Bóng này mình thấy rất là ok. Rồi, không miên man lên cái bóng này nữa. Thì chúng ta sẽ đi vào cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Ở đây thì mình xin phép chia sẻ luôn là con xe này của mình là xe zin. Đó. Thì mình sạc zin này. Thì mình chuẩn bị một cái đồng hồ Victor. Thì mình sẽ để ở thang 20 và mình sẽ nổ máy lên. Và mình chưa bật đèn anh em nhé. Mình nổ máy lên mình chưa bật đèn thì mình sẽ đo cho anh em coi là cái cường độ dòng điện ở cái đồng hồ này sẽ báo là bao nhiêu vôn. Và sau khi bật đèn lên thì cái bình của mình nó sẽ tụt điện đi còn bao nhiêu vôn. Thì nếu như mà đây là mình test thì trong khuôn khổ clip thì mình chỉ test được tầm khoảng vài phút thôi.
Thì nếu như anh em mà đi dài thì sẽ bị yếu bình ắc quy nhé. Anh em chỉ cần nhìn ở trên cái đồng hồ này thì anh em sẽ nắm được là nó tụt xuống, cái con số này nó tụt xuống là anh em biết ngay là điện nó sẽ yếu. Nếu như anh em đi dài thì nó sẽ bị yếu bình. Đó, mình không thể test lâu được vì cái khuôn khổ video mình chỉ sẽ làm trong tầm khoảng 15 phút thôi. Rồi, và sau đó là mình sẽ gắn cái con sạc này vào. Mình sẽ rút cái chân sạc của cái cục sạc này ra và mình gắn vào, mình sẽ test. Và mình sẽ sử dụng cái cục sạc này, mình sẽ bật cái bóng đèn trên xe của mình và mình sẽ kết nối thêm khoảng 1 hoặc 2 cái bóng đèn nữa. Thì vị trí nó sẽ là 80W này. Mình sẽ test 40, 80 và 120W xem là con zin này có chịu đựng được cái lượng điện tiêu thụ cho ba cái bóng này tổng là 120W không nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào tiến hành này. Sau khi là mình đã kết nối cái đồng hồ Victor 890C cộng vào cái dây của bình ắc quy ở kia thì cực dương thì mình đấu luôn nó vào cực dương của bình và mình thò một cái dây, mình đấu cái dây mát của cái đồng hồ vào đây. Thì hiện tại cái đồng hồ của mình đang nằm tĩnh ở cái mức là 12,88V và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên là mình để nổ. Mình sẽ để garanti nó to lên nhé. Đó thì anh em thấy là nó vẫn cứ tụt điện xuống ở mầm như thế. Và bây giờ là mình sẽ gắn cái con sạc này vào. Là mình sẽ nổ lên để cho anh em thấy là cái điện áp mà khi mình chưa bật đèn nó sẽ nằm ở cái khoảng bao nhiêu vôn. Và sau khi mình bật đèn lên thì nó sẽ như thế nào. Rồi, để mình tháo cái con sạc này ra đã nhá. Để mình gắn cái con này vào đã. Rồi sau khi là mình gắn cái cục sạc này lên xe thì hiện tại cái đồng hồ của mình đang báo là 12,94. Đó thì chia sẻ với anh em thì cái chân sạc zin ở trên cái xe zin xe quay này nó sẽ là màu dây như sau anh em nhé. Quy ước cái đầu này nó sẽ là cái mặt chỗ này này, mặt chỗ này nó là mặt thân sạc, còn cái mặt đen nó sẽ là mặt bụng sạc. Thì nó sẽ là dây đỏ, dây trắng, dây xanh và dây vàng anh em nhé. Đó thì trên xe zin xe quay 100 ấy thì anh em cứ thế cắm thẳng vào, còn những cái xe mà quay 110, tất cả các loại quay 110 thì nó sẽ là rắc ngược giống như dòng Yamaha, như xe Sirius này, Jupiter X135. Đó thì nó sẽ là chân ngược, thì anh em chỉ cần là rút cái chân và cắm lại sao cho nó giống cái màu dây thực tế ở trên cái chân trấu này của mình là ok, là cứ thế là cắm thẳng vào là chạy thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho nổ máy 12,96, máy chưa nổ. Và mình sẽ để lổ này. Cái bình này của mình vẫn đang đói anh em nhé. Vẫn đang đói từ cái lúc mình chưa cắm sạc đó. Rồi 3,66 rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật đèn anh em nhé. Chế độ pha. Kia đang để pha anh em nhé. Đây cốt này, đây pha này. Đó, để pha như thế này thì cái lượng điện nó sẽ tụt xuống khi mình gắn cái mật độ vào, thì lượng điện của mình bây giờ nó là bao nhiêu, 13,7W đó. Thì anh em để thấy là
đang so sánh giữa hai cái cục sạc cũ và cái cục sạc mới này, 12.72 rồi chị. Rồi để mình tắt máy đi đã nhé, nó ồn quá. Rồi thì bây giờ là mình sẽ gắn thêm một cái bóng 40W này nữa, sẽ là 80W, để xem là cái con sạc này nó có chịu đựng được do cái xe này của mình nó cấp lên không. Thì đối với những cái dòng xe mà ví dụ như là Jim Việt hay là dòng Way S110, các cái đời 110 ấy, thì cái bộ điện nó sẽ khỏe hơn con xe này anh em nhé. Con này của mình là xe Honda thôi, xe vớp vẩn thôi, chứ không được là xe Honda ngon xịn sò như xe các bạn đâu. Còn nếu như anh em mà gắn vào dòng Yamaha ấy, thì cái lượng điện nó đưa ra còn khỏe nữa. Rồi thì bây giờ là mình sẽ gắn thêm cái bóng 40W này vào, để mình tạm dừng video để mình gắn cái bóng này vào đấy nhé. Đây mình đã gắn thêm một cái bóng nữa này, đây là cái bóng 40W nữa này. Đó, và bây giờ là mình sẽ nổ máy 12.95. Nổ máy. Rồi thì bây giờ mình sẽ bật đèn. Đây là 40W này. 13.47. Bây giờ là mình sẽ đấu cho nó sáng lên. Thì đây là mình không sờ vào tay ga, mình mới bật con ốc ga đã đi nó to lên thôi. Còn nếu như bây giờ là mình sẽ bật ga như kiểu mình đang đi thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đó, anh em để nhìn rõ là 13.37 này. Quá đó, khi mà mình vặn ga lên ấy, thì anh em thì thấy là kim nó cái số này nó chỉ lên cũng khá là cao, gần 14V. Ôi để mình tắt này đi đã, nó hao bình. Đó thì anh em thì thấy là đối với một cái con xe Jim này là nó đã tải thành công được là 80W rồi. Và bây giờ chơi lớn luôn là mình sẽ đấu thêm một cái bóng này vào nữa. Đó thì khi anh em nhận hàng thì nó sẽ là như thế này nhá. Ở trong cái bóng này nó sẽ có kèm theo cái đuôi này, sẽ là đuôi H4 này. Bóng thì nó sẽ có cái đuôi cho chân M5 để gắn vào xe Jim này. Về thì việc tháo cái con ốc này ra là cho cái đuôi kia vào là gắn vào thôi. Và bây giờ là để mình tạm dừng video thì mình gắn thêm cái bóng này vào nữa, xem nó sẽ là như thế nào anh em nhé. Rồi. Ok anh em, sau khi là mình đã gắn thêm một cái bóng nữa ở dưới thì hiện tại bây giờ là mình đang chạy hai bóng ở dưới nhá. Anh em thấy là một bóng màu vàng này, nó là đầu bóng led nhá, một bóng tóc vàng và một bóng tóc trắng này. Thì hiện tại đồng hồ của mình đang báo là 13.56. 13.56. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật thêm một cái bóng ở đây nữa, tổng vị trí là 120W cho ba cái bóng led này, 40 là 80, 120. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật lên. Đó. Rồi khi mình bật lên như thế này thì là cái đồng hồ của mình nó đang tụt xuống, còn là 13.10. Rồi bây giờ là mình sẽ ga lên nhá. Bây giờ là mình với tầm ga lên này. Rồi để mình ngắt này đi. Ấy nó vẫn chạm vào. Đó thì lý do tại sao là mình
lý do tại sao là mình phải cho nó nổ máy rồi mình mới quay cho anh em, bởi vì là cái này mình khi mình đấu vào mình lại không đấu công tắc là mình phải nổ máy lên, bởi vì mình cứ chạm này vào là cái đèn nó sáng luôn này. Nó như thế thì nó sẽ tụt điện bình ắc quy xuống, anh em thấy nó tụt điện bình ắc quy xuống. Thế nên là mình phải nổ máy lên và sau đó là mình mới bật cái công tắc ở đây để cho cái bóng đèn nó sáng. Rồi thì kết luận lại là con sạc này khi lắp vào cái xe gym này thì nó sẽ có thể là cung cấp đủ cho 120W. Đó thì cũng như là mình chia sẻ trên Facebook hay là trên Zalo của mình là con sạc này có thể là chịu được khoảng là từ 100 đến 120W. Đó thì mình khuyến cáo với anh em là cái con sạc này nó rất là khỏe, nhưng khi đối với lại cái xe gym của chúng ta để mà đi nó đảm bảo cho cái bình của chúng ta nó luôn luôn khỏe ấy, thì anh em không nên lắp full 120W này. Bởi vì sao là khi chúng ta đi đường thành phố đông người, chúng ta đi rất là chậm thì cái lượng điện nó sẽ cấp vào cái bình ắc quy này nó cũng không được đảm bảo. Thì mình khuyến nghị với anh em là đối với những cái dòng xe gym này chúng ta chỉ lắp tầm khoảng 70W quay đầu. 70W là rất là sáng rồi anh em. Nó như kiểu cái bóng XHP70 ấy, là cực kỳ là sáng rồi. Ở trên xe hơi nó cũng lắp cái bóng XHP70 đấy, là 70W. Thì như thế là đã đủ rồi. Còn đối với những cái dòng mà như xe Sirius này hay là Jupiter thì chúng ta có thể là lắp tầm khoảng 80W đến 90W là chạy bình thường. Còn nếu mà lắp tầm khoảng 120 thì mình nghĩ là nó cũng như nó mạnh hơn thằng này một xíu thôi. Đó thì kết luận lại là gắn cái con sạc này như vậy là quá ngon. Đó thì anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây là hàng công ty anh em nhá. Cái này không phải sạc xi lan đâu nhá. Thì xem đến đây thì nhiều anh em sẽ bảo đây là sạc xi lan, không phải sạc xi lan đâu anh em. Đây thì mình đập hộp luôn cho anh em coi. Cái kia thì mình bóc ra thì mình cho lên xe rồi. Đó. Đây mã của nó là K46N2. Ở trên cái hộp này nó cũng ghi là K46N2 này anh em. Cái này là hàng của công ty Genuner. Thì cái sản phẩm này là do bên mình đặt hàng về, đã tích hợp mạch tăng áp. Thì có nghĩa là trước nay thì anh em hay đặt bên mình cái con ổn định điện V2 này này. Bây giờ là mình sẽ ra phiên bản mới, nó là cái con sạc này luôn. Anh em chỉ việc là cắm vào thôi. Đó, cắm vào và chạy thôi. Mọi việc là con sạc nó sẽ hoạt động, nó khác tự tính toán, nó khác làm việc. Đó. Thì khi nếu như chúng ta bật thêm hoặc là mình nối thêm tải vào, có nghĩa là ví dụ như là lúc đầu là mình test là một bóng, hai bóng, thì cái số điện này nó sẽ tương tự như nhau, bởi vì là cái mạch ở trong cái con ổn áp, cái cục sạc của chúng ta nó tự động nó ổn áp, nó tự động nó làm việc. Nó khi chúng ta cần nhiều tải thì nó sẽ tăng công suất để dòng nạp nó tốt hơn. Còn khi chúng ta hạ tải xuống thì có nghĩa là ví dụ là chúng ta đi hai bóng thì nó sẽ phải cho một cái lượng công suất điện vào bình gấp đôi lên thì nó sẽ mở dòng ra. Còn khi chúng ta dùng một bóng thì nó lại xả dòng. Xả dòng là gì? Là nó cấp vào, nó xả ra khung đó. Đó. Thì cái này nó khác tự động, nó tính toán, nó làm việc. Mình thấy như vậy là cực kỳ là ok. Đối với cái xe gym này thì mình đã test thành công cho anh em là 120W, tổng là ba cái bóng kia 120W. Mình chưa kể là những cái bóng nhỏ nhỏ này này, khi mình bật lên là nó cũng tự động nó sáng rồi, là những cái bóng đồng hồ này của mình, rồi là những cái bóng hậu. Như khi những cái bóng hậu của mình là khi mình bật lên như thế là nó cũng sáng. Đấy là mình không tính đến những cái phụ phí linh tinh đấy. Mình chỉ tính là tổng trên ba cái bóng này thôi. Đó thì đây anh em thì thấy là đây là 40W này. Đây là cái con này màu vàng ấy nha anh em ơi. Yellow, white yellow. Đấy, đó là màu vàng. Còn con này là hộp màu trắng, white này, màu trắng này. Đó. Thì cái này thì bên mình có hai màu. Rồi thì hy vọng là video này đã giải thích phần nào cho anh em hiểu là cái cách thức làm việc của cái con sạc này như thế nào. Thì video là mình nổ máy nó hơi bị ồn thì anh em thông cảm nhé. Rồi thì nếu như anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình, hoặc là mình sẽ để ở trên một cái link ở bên dưới phần mô tả. Thì mình có bán ở trên Shopee luôn, thì mình sẽ để cái link ở đấy, thì anh em chỉ cần kích vào đặt hàng, nhận hàng và thanh toán, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình để ở góc màn hình như này. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Kim Nhật Tôn, chúc anh em cuối năm gặp nhiều may mắn, thu hái tốt vì một cái Tết bánh chưng nhân thịt. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.
Lưu ý với anh em là cái vỏ bình ắc quy này là mình vừa mới thay cho khách nha. Cái bình ắc quy cũ người ta trước kia mình vừa làm xe cho người ta đấy, đồ của mình đấy. Mình đang quay thì mình phải làm xe. Hàn thay một cái củ bô vẫn vứt kia, máy hàn mình vẫn để đây anh em nha. Chứ không phải là mình mang cái bình ắc quy mới ra để mình lắp, đây vẫn là cái bình cũ trên xe của mình nha anh em nhé. Ok, xin chào.